Hello mọi người, đừng chạy, có gì đâu mà, có gì đâu mà phải chạy. Sụp đấm nó em, đánh nó. Đánh anh kia sụp, đúng rồi, ui giời ơi sụp ơi. Tôi bị bạo lực vậy sụp. Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh của Spider-Man nha. Hôm nay Spider-Man tiếp tục đi đua xe. Thì hôm nay tôi là có thêm bạn đồng hành, đó là bạn gái tôi, là Diễm My nha anh em. Diễm My, chào mọi người đi Diễm My. Dạ, em chào mọi người ạ. Ok, còn đằng xa xa kia ấy là thằng Black Superman nha anh em. Thằng này là thằng vệ sĩ của tôi, nó sẽ đi theo bảo kê tôi và Diễm My. Đừng chạy em. Nhưng mà Diễm My là bị bệnh sợ độ cao nên là tôi sẽ đi đua một mình thôi, để Diễm My ở lại cổ vũ nha anh em. Ok, bắt đầu thôi. Superman nó sẽ bay theo, nó bảo kê tôi nha. Đi thôi Superman. Wow, cao ghê ta. Điểm đến là cái tấm sân khổng lồ trước mặt này anh em. Ô, 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 không ổn rồi. Được, được anh em, được, được, được. Được luôn. Ui xời. Đúng rồi đó, anh em thấy vệ sĩ của tôi không? Superman nó sẽ bay theo bảo kê tôi nha. Tiếp theo là cái đường uốn lượn này. Wow. Ôi. Không được anh em ạ. Thôi đi bên kia đi. Đi bên kia có vẻ đơn giản hơn. Pin 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 pin. Thế phải nha. Ê ê no. Holy shit, ông phát sóng. Ôi đồ. Rồi. Ê ê ê. Rồi, không sao không sao, không sao nha. À ha. Đường đua gồ ghề, uốn lượn. Ok. Ok. Ok, không sao. Tăng tốc. Đoàn này bay nha anh em. À, ôi giời ơi. Vớt xấu anh em ạ. Đường này có vẻ khá là bằng phẳng đấy. À. Ôi. Rồi. Theo là đi vào đường ống. Vẫn đạt tốc độ là tối đa nha anh em. Tăng tốc để leo lên. Rồi, hay quá. Ok, đi đâu vậy? À, là đường chôn ốc anh em ạ. Ui. Quá. Wow, map này đẹp ghê ta. Vừa đẹp mà lại vừa rộng. Ôi giời ơi. Mà nó chơi với ai chơi lại. Rồi. Và chứ kiểu chặn ổ gà trước mặt thế này. Em chứ bố em chịu. Wow. Ui đời, leo được không? Leo được nhau ạ. Hay quá. Hay quá. Phải đến đoạn đường uốn lượn rồi. Cái này người ta gọi là cao tốc uốn lượn anh em ạ. Ui. Không sao. Vẫn qua được. Hay. Này hơi bị dài nha. Ô. Chết. Không được em ạ. Đây là phải đi như nào? Oh shit. À, thế là xuống đây anh em. Hay quá.
Thử tại khó nhằn đây. Rồi, hay quá. Không sao anh ạ, ta vẫn có thể tiếp tục được. Lần này tăng tốc để quy lên trời nhá. Wow, hay quá. Oh shit. Còn có cả mấy cái đoạn bắt mình phải giảm tốc anh ạ. Không sao. Hay lắm xù mê em. Đi theo bảo cây anh. Cái này là hơi bị khó đây. Uầy, đẹp vậy. May quá. Đoạn đấy nó có cái giảm tốc anh em ạ. Xong là mình phi mẹ xuống dưới rồi. Ở đoạn này tôi nghĩ là dễ đi lắm. Tôi nghĩ đoạn này đi rồi. Rồi, biết ngay mà. Không sao, dù tôi vẫn tiếp đất nha anh em. Sao? Xuống bên em lại đây chào mọi người đi. Hello mọi người. Đừng chạy. Có gì đâu mà phải chạy. Sụp đấm nó em. Đánh nó. Đánh anh kia sụp. Đúng rồi. Úi giời ơi, sụp ơi. Sao mày bạo lực vậy sụp? Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nếu anh em thấy thích vui, anh em mình ấn giúp mình nút like và cái nút đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.